Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hante Channel. Và hôm nay thì anh em mình sẽ đến với cái tựa game khá là quen thuộc nha. Đó chính là Dragon City. Chỗ này thì hiện tại Hante đã lên tới level 7 rồi các bạn. Mình cày muốn xì khói luôn ấy. Chỗ này thì Hante đã cố gắng lắm rồi các bạn. Bay hết số điểm rồi hen. Anh em nào mà xem tập trước mình cũng kiếm được trăm mấy chục điểm mà bây giờ thì nó còn có 9 điểm ha. Giờ thì anh em mình tiếp tục cày nữa nha. Khu vực West cần win 2 trận, khu vực list thì chúng ta sẽ win 2 trận trong khu vực list nha các bạn. Ở đây thì mình có một cái thành viên nữ hoàng Macaron, mình đã summon thành công rồi. Bây giờ thì mình sẽ đưa cái bé này ra. Wow, anh em mình đem nó đi up trứng nha các bạn. Sau khi mà up xong rồi thì chúng ta sẽ có một cái thành viên xịn sò nữa. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ cùng nhau summon thêm nha các bạn. Ở đây để mình kiếm coi mình... Wow, hắn ta còn được 452 orbit của dòng Legend. Chỗ này thì mình sẽ kiếm một cái bé nào đó mà mình chưa có ấy, để mình summon ra. À, ở đây nữa. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cuốn sách nha mọi người. Wow, anh em mình đã unlock thành công thêm được một cái nữa rồi. Lắm. Chỗ này thì mình sẽ... Wow, là level 99 luôn các bạn ơi. Wow, ngon lành, cộng thêm được 5 viên game nữa. Quá là tuyệt vời. Ở đây thì với 650 viên game anh em mình sẽ nhận thêm được, đó là một cái thành viên này kèm thêm 120 orbit luôn. Vậy là con này sẽ lên được một sao, kèm theo đó là 5 triệu thức ăn nha các bạn. Nhưng mà ở đây mình đâu có đủ game đâu mà mua hen. Ôi, hiện tại thì level 99 rồi, chỉ còn một chút xíu nữa là anh em mình sẽ lên tới level 100. Khi mà lên level được 100 thì cái lượng thức ăn của anh em mình sẽ được thay đổi đáng kể trong event nha các bạn. Ok, bây giờ thì anh em mình sẽ đi đâu rồi? À, nhiệm vụ mình đi kiếm là mình coi cái nhiệm vụ nào mà mình chưa làm á, để Hante sẽ tiếp tục làm nha mọi người. Ở đây thì mình đang cần 20 17 17, mình coi cái nào mà mình ngừng làm xong. Ở đây mình có một cái nè, đây, ở đây được tới 10 viên game luôn nha các bạn. Chỗ này thì mình đang cần một cái con rắn. À, còn cái con này là cướp biển, nhìn con này là cướp biển ha. Với thành viên hệ mặt trăng, thành viên hệ mặt trăng này, ba con này thì có con thuộc dòng cấp C thôi, con này là rắn cấp C. Ở đây thì cần cái con hệ mặt trăng với con hệ lá. Bây giờ mình đi kiếm con mặt trăng với con hệ lá cho nó yêu nhau đi. Ui, chỗ này nó full hết trơn rồi. À, đáng tiếc dễ sợ hen. Rồi, hai là các bạn có thể đi summon. À, nên mình có thể đi summon được cái thành viên này nha mọi người. Đâu rồi, để chúng ta xem lại cái nha. Đây thì hệ mặt trăng với hệ nước này, hệ mặt trăng với hệ lá, hệ mặt trăng với hệ lửa. Ui chà, cũng ngon hen. Summon, anh em mình sẽ đi kiếm thử coi. Dòng hệ mặt trăng với hệ lá. Rồi, có không? Không có hả? Khoan, hệ mặt trăng với hệ lá, để mình đi kiếm thử cái thành viên đó xem. Không thấy luôn các bạn ơi. Ôi, nó nhiều rồng quá, kiếm cái này lâu lắm. Anh em mình thà kiếm tên nó nhanh hơn. Ok, bây giờ thôi anh em mình sẽ đi làm nhiệm vụ nha các bạn. Quên nữa, đi đẩy 2 trận trong khu vực list này cái đã. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đến với một cái thành viên. Lần này thì mình sẽ chọn cái bé Heroic đi ha. Hôm nay mình sẽ đến với là nhân vật nào đây nhỉ? Rồi, ok, hôm nay mình sẽ đến với nữ thần Ruby. Thành viên này thì ra cũng rất là lâu rồi các bạn à. Đây, và mọi người thích mình review về nhân vật nào thì hãy để lại bình luận bên dưới video luôn nha, để ta sẽ review cho mọi người xem cho vui. Còn khu vực này thì mình còn phải win 2 trận để hoàn thành cái nhiệm vụ nha cả nhà. Đây rồi. Wow, mới vô. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ cho nữ thần Ruby của mình ra cưa máu của tem bạn nha. Với sát thương X2. Đây, sát thương X2 thì ép lượng máu tem bạn xuống còn khá là thấp. Rồi, mình sẽ cho cái con trâu ra để lượm tem bạn cho vui nha. Wow, cày quá nha. Vị trí này thì... Rồi, tiếp tục cho nữ hoàng các bạn. Nữ hoàng Ruby của mình. Ở đây thì mình sẽ xài thử tuyệt chiêu băng nha. Wow, đóng thành một cái cục băng chào bá lửa luôn. Quá là tuyệt vời. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ lượm nhẹ tem bạn. Nhân vật này là Zimmer.
nhìn thân hình rất là to lớn luôn. Và anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho HT một subscribe nha. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để HT ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Rồi, vậy là anh em mình đã vượt qua được một thành viên nha. Ngon lành. Rồi, ở đây thì anh em mình lên được một bậc nhờ nữa. Chỗ này thì hai trận nha các bạn. Khu vực list. Cổ lên. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Đầu tiên thì vẫn cho nữ hoàng Ruby của anh em mình ra để thể hiện nha. Sát thương X2. Wow, 49.000. Con này thì lâu lắm rồi các bạn ơi, phải nói là rồng xưa cũ rồi ấy. Wow, nhân vật tiếp theo của anh em mình, Noisy. À, thành viên này thì có khả năng rất là đặc biệt, đó chính là nó quýnh 3 con cùng một lúc được luôn á cả nhà. Wow, 54.000. Rồi, thì chiêu quýnh 3 thành viên cùng một lúc luôn và nó búp máu cho thành viên bên trong. Nhưng mà thành viên bên trong của tên bạn đâu có mất dục nào đâu. Ok ha. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với chùm cuối Sunny. Bé này thì được 2 sao rồi. Rồi, lụm nhạn cái luôn đi. Hai hẹp đã qua. Bây giờ thì anh em mình sẽ ra nhận cái nhiệm vụ mới nha. Rồi, được 6 viên game nữa nè. Đây, chúng ta sẽ vô trả nhiệm vụ. Khu vực Arena còn phải win 2 trận các bạn. Ở đây thì nhiệm vụ like rồng. Anh em nào chưa biết cách làm thì các bạn có thể ghé vào trang web của mình để xem nha. Trang hntchannel.com các bạn à. Rồi, ở đây thì mình sẽ chọn ui, để mang cái con này đem giấu đi. Đây, đem cái thành viên này giấu vào trong. Nhân vật heroic và ui, cái bé đó không được vào đây rồi. Khá là tiếc ha. Rồi, mình sẽ sử dụng tem này để chiến với tem bạn. Ca này thì cũng hơi căng nè, đội hình tem bạn 3 con level 70 lần. Ôi, đội hình này đỡ hơn một chút nè. Vô keo. Đây, ngó nhẹ thử cái đầu tiên vẫn phải phá cái bộ giáp của dòng Titan này trước. Ui, con này cái đam của nó hơi bị to ấy, sát thương X2 à. Xem lại cái nữa thử coi nè. Wow, 62.000, nó đam gấp đôi sát thương với mình ấy. Rồi, ở đây thì mình có sát thương nhân 2 luôn. Đây thì mình tranh thủ mình lụm luôn cái nhân vật này đi. Đó. Được chiêu nào hay chiêu đó ha. Tiếp theo thì mình xài được được X2 nữa với cái tuyệt chiêu nguyên thủy nha mọi người. Nhân vật này là ma cà rồng. Anh em mình thì cố gắng win nha. Cố gắng win để hoàn thành nhiệm vụ. Wow. Ca này căng nha. Anh em mình lụm được nhưng mà nó hồi sinh trở lại là nó quất mình banh xác luôn ấy. Rồi, bây giờ mình đổi sang cái thành viên này đi. Wow, 30.000 hả? Ca này có 30.000 hả? Con trâu này sợ nó không đủ đam ấy. Mà nó chết thì ổn. Thôi, rồi anh em mình cho cái thành viên level 70 này ra luôn nha. Sau đó thì anh em mình sẽ tính toán tới cái việc là... Đó, trở lại rồi. Trở lại thì cho con trâu này cũng được. Wow, nữ hoàng Macaron đã xuất trận. Ui, nữ hoàng Macaron có khả năng hồi sinh nữa mới căng. Ôi, bật cái khả năng hút máu trước cả nhà. Đó, lấy lại ít máu để dành xài cái đã. Sau đó thì bật cái sát thương ít. Ui, nó đam gấp đôi với mình nữa cơ. Rồi, ca này hơi bị đấm đuối rồi đây. Biết vậy là mình bật cái sát thương đam X2 trước đi các bạn. Này anh em mình lỗi quá. Chứ nếu như mà mình bụp thì được. Nhưng mà... Ôi, ca này căng rồi. Đã hy sinh hết một thành viên xịn sò nữa đấy mới qua cửa được rồi. Nguy hiểm. Ây cha, 207.000. Chơi về ai chơi lại không biết nữa nè. Rồi, trận này qua cửa nha. Ây cha, mới có cái hiệp đầu tiên thôi mà hy sinh hết hai con xịn rồi. À, này kiếm đội hình nào nó bèo bèo quá các bạn mới mong qua được. Chứ bây giờ mà gặp tem mạnh là coi như là lên bảng nữa.
Ồ, chắc anh em mình dùng 8 viên game để hồi sinh lại cái thành viên này đi. Rồi, cố lên. Dù sao thì cũng phải win được hai hiệp mới hoàn thành được nhiệm vụ nha. Ôi, vẫn như lúc đầu rồi, anh em mình cần phải phá giáp của Titan mà tên bạn nó có hai con Titan này nó còn 70 nữa mới đâu. Level của nó là 70 các bạn à. Đây, 55. Rồi, dư sức qua cầu ha. Thành viên tiếp theo thì lần này mình nghĩ rằng Titan. Ui, tên bạn ba con đều là Titan luôn mới căng ấy. Thôi, lần này cho Sa Tăng nha các bạn. Có một cái bàn tay thôi đưa ra và chưởng hiệu ứng nhìn cũng khá là đẹp đến từ nhân vật rồng Sa Tăng. Ở đây thì anh em mình ở sát thương này, chiêu này là chiêu random nha các bạn. Nó sẽ bốc đại cho mình một cái chiêu thức nào đó. Bật khả năng hút máu lên cái. Rồi, đến với trùm cuối rồi. Đây, con này nó đam với mình không nhỉ? Ui chà, nó ít hai sát thương luôn rồi, 100 mấy chục ngàn. Ôi, con này nó còn có khả năng hồi sinh nữa. Bây giờ nó có một cái giáp nè, phá xong cái giáp bây giờ tới 300 mấy chục ngàn máu. Sau 300 mấy chục ngàn máu này nó còn cái khả năng hồi sinh nữa. Chơi vậy ai chơi lại không? Mình hai con mà mình quýnh là mình thấy quýnh không nổi luôn rồi đấy. Rồi rồi, hy sinh rồi. Ôi làm sao phải win. Sát thương x2 nè. Trời ơi, biết vậy cho con này, cho cái chiêu này lôi ra trước. Trời ơi, để hy sinh hết con 70 rồi. What? Oh my god. Trời ơi, sao mà nó đam to dữ vậy? Mình nghĩ là lúc nãy nó đam mới là 100, 195 nha các bạn. Ai ngờ đâu nó bật lại cái nữa, nó quất cho mình lên bảng đếm số rồi luôn. Trời ơi, không còn gì để nói luôn. Rồi, và anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ để lại cho hắn tên một subscribe nha các bạn. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.